bây giờ bạn bạn ơi, sáng sáng cô dành trực sáng cái trường tài tài tưởng có nhiều người mà có gì bác cũng muốn ăn xài tượng không? Ờ thì ta cũng nhà bốn ba người. Dạ. Sáng ta ăn ba xài tượng. Tại là xài tượng đó đâu? Thì cái vấn đề nó đâu có biết đạt cái gì? Cái gì xài tượng là gì? Nói cái tiếng này ra. Mình nói tiếng tàu vô rồi rồi, rồi, rồi cho nó lái vô. À lái vô. Tại ra nghe rõ tàu và ổn mà tàu. Dạ. Thành ra cái điều đó là chỗ đó. Rồi thành ra cái thằng tàu đó cũng như vậy, cái thằng tàu thì con đời đó cũng như rồi có thằng tàu khác. Tàu. Dạ, cái đường danh của tàu đó. Đó vậy đó. Cái đó, vậy thành ra mình, ngôn ngữ của nó mình nắm giữ.